Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã vừa ban hành nghị định văn bản khẩn đề nghị trong 3 ngày, từ ngày hôm nay đến hết ngày 25 tháng 8, các vùng có nguy cơ cao rất cao trên địa bàn của thành phố phải hoàn tất việc xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho toàn bộ người dân, sau đó tiến hành lặp lại xét nghiệm lần thứ hai. Qua 7 ngày phong tỏa ai ở đâu ở đó xét nghiệm toàn dân, thành phố Đà Nẵng đã xác định quận Hải Châu là tâm dịch mới của thành phố. Quận này có chợ đầu mối Hòa Cường, người dân đi chợ này rất nhiều. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đề nghị ngành y tế địa phương có hướng dẫn đối với quận Hải Châu để sớm ngăn ngừa và cắt giảm các ca F0 trên địa bàn của quận này. Ngoài quận Hải Châu, thành phố cũng xuất hiện thêm hai địa phương có nguy cơ rất cao là quận Cẩm Lệ và quận Thanh Khê. Qua 7 ngày phong tỏa, toàn thành phố đã tách được 225 F0 ra khỏi cộng đồng. Từ 8 giờ ngày hôm nay, Đà Nẵng tiếp tục kéo dài thời gian phong tỏa cứng thêm 3 ngày sau khi vừa hết hạn 7 ngày phong tỏa theo quyết định cũ. Cũng từ ngày hôm nay, thành phố cho phép các shipper được hoạt động trở lại. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vừa ban hành khẩn chỉ thị số 11 về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Chỉ thị này đã yêu cầu giãn cách theo nguyên tắc xây dựng mỗi phường xã thị trấn, mỗi cơ quan nhà máy xí nghiệp là một pháo đài phòng chống dịch. Người dân là chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch, yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà, ai ở đâu thì ở đó. Thành phố cũng tăng cường kiểm soát nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách, quản lý hoạt động của các shipper trong tổ chức phân phối hàng hóa đến các hộ dân, đồng thời đảm bảo cung ứng nguồn hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội. Thành phố cũng thành lập thêm 400 trạm y tế lưu động hỗ trợ điều trị các F0 tại nhà. Tỉnh Bình Định mới ghi nhận thêm 18 ca mắc COVID-19, trong đó có chùm 4 ca bệnh chưa rõ nguồn lây ở khoa nội thận lọc máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. 4 ca này gồm một người nhà của bệnh nhân và 3 bệnh nhân đang được điều trị tại khoa. Sở Y tế tỉnh Bình Định đã phát đi thông báo cho người bệnh, người nhà bệnh nhân và những người có mặt tại khoa nội thận lọc máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 cần phải khẩn trương khai báo y tế để được tư vấn hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Rạng sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũng đã ban hành quyết định thực hiện phong tỏa cách ly y tế toàn thành phố Bạc Liêu. Đối với thị xã Giá Đai và các huyện còn lại thì áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian áp dụng từ 3 giờ sáng nay đến khi có thông báo mới. Và theo quyết định này, tất cả mọi hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn của thành phố Bạc Liêu sẽ tạm dừng. Mọi người thực hiện tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó, chấp hành cao nhất mức độ giãn cách, cách ly toàn xã hội. Chỉ có các hoạt động công vụ và y tế được phép tiếp tục thực hiện. Tất cả mọi người, phương tiện không được di chuyển ra vào thành phố Bạc Liêu và trong phạm vi thành phố, trừ các hoạt động công vụ và y tế. Trong những ngày gần đây, tỉnh Bạc Liêu cũng đã ghi nhận nhiều ca nhiễm có yếu tố dịch tễ phức tạp, có nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng rất cao. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các ca mắc COVID-19 đang tăng nhanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã yêu cầu nâng cao biện pháp cách ly xã hội đối với địa bàn thành phố Vinh trên một mức so với chỉ thị 16. Theo đó, yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà, ai ở đâu thì ở yên đó. Trong thời gian trước mắt là 7 ngày, tính từ 0 giờ ngày hôm nay, thành phố hiện ưu tiên số 1 là xét nghiệm tầm soát để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Tuy nhiên, những vùng có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao đối với toàn bộ 100% người dân trong vùng, khu vực có nguy cơ và chưa có nguy cơ thì xét nghiệm mẫu gộp, miễn phí xét nghiệm đối với người dân. Tính đến chiều tối qua, tỉnh Nghệ An cũng đã ghi nhận hơn 900 ca nhiễm tại 21 địa phương, trong đó thành phố Vinh có trên 70 ca nhiễm trong cộng đồng. Tiếp tục với các thông tin quốc tế, Ban tổ chức Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Paralympic Tokyo thông báo sẽ siết chặt các quy định phòng chống dịch COVID-19. Các biện pháp này sẽ bao gồm việc yêu cầu những người ở Nhật Bản tham gia phục vụ Paralympic đang lưu trú tại làng vận động viên phải xét nghiệm hàng ngày thay vì 4 ngày một lần như hiện nay. Ngoài ra, quy định cho phép một số người tham gia Paralympic đi lại trên phương tiện giao thông công cộng và di chuyển tự do sau 14 ngày bị hạn chế cũng sẽ bị bãi bỏ. Ban tổ chức cũng đã yêu cầu những người có liên quan tới Paralympic dùng bữa tại các cơ sở bên trong, các địa điểm tổ chức Paralympic hoặc khách sạn họ đang lưu trú, không ăn chung và nói chuyện với nhau. Mặc dù chỉ còn 2 ngày nữa Paralympic Tokyo 2020 sẽ chính thức được khai mạc, nhưng nỗi lo dịch bệnh vẫn đang bao trùm, bất chấp việc các nhà tổ chức đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt hơn để phòng chống dịch COVID-19. Riêng tại thủ đô Tokyo vào ngày 22 tháng 8, thành phố đăng cai Paralympic 2020 đã phát hiện thêm hơn 4.300 ca mắc COVID-19 mới, đánh dấu ngày Chủ nhật ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ trước đến nay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan vừa cho biết nếu các thử nghiệm liên tục của vaccine nội địa thành công, Thái Lan sẽ là thành viên đầu tiên của ASEAN tự sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của riêng mình.
Hiện tại thì Thái Lan đang tiến hành nghiên cứu nhiều loại vaccine ngừa COVID-19 và đã thu được những kết quả nhất định trong công tác thử nghiệm lâm sàng. Vaccine Chula COVID-19 hiện đang là loại tiến xa nhất của Thái Lan khi đang bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 3. Nhóm nghiên cứu hy vọng rằng vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, quốc gia này có thể bắt đầu sản xuất vaccine hiệu quả của riêng mình. Trong khi đó, Thái Lan vẫn đang tích cực tìm kiếm các nguồn vaccine từ nước ngoài. Sự gia tăng gần đây của các ca dương tính mới và việc phát hiện các cụm bệnh mới ở thủ đô Bangkok và các khu vực lân cận cũng như các đợt bùng phát khác ở các tỉnh đã khiến nhu cầu tiêm chủng tăng cao. Chính phủ Thái Lan hy vọng mua được đến 110 triệu liều vaccine vào cuối năm nay để có thể đáp ứng cho chương trình tiêm chủng quốc gia. Theo phía Thái Lan cho biết, nguồn cung vẫn đang bị ảnh hưởng do nhu cầu ngày càng tăng trên toàn thế giới để đáp ứng việc biến thể Delta xuất hiện ở nhiều quốc gia trong thời gian gần đây. New Zealand ngày hôm qua ghi nhận thêm 21 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh trong đợt bùng phát dịch bệnh từ tuần trước tại thành phố Auckland lên 72 trường hợp. Đây là cụm dịch lớn thứ 6 của New Zealand tính từ đầu mùa dịch đến nay, và Bộ Y tế nước này cũng đã xác định được 10.000 người có thể đã tiếp xúc với một trường hợp dương tính, cùng với 219 địa điểm có nguy cơ phơi nhiễm. Theo nhà dịch tễ học Michael Barker của Đại học Otago, trong những ngày tới đây, New Zealand có thể sẽ có thêm nhiều ca mắc COVID-19 hơn, trong bối cảnh dịch bệnh chưa có dấu hiệu sẽ sớm được kiểm soát trên toàn cầu. New Zealand đang tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Chỉ riêng trong ngày hôm qua, nước này cũng đã đạt mức kỷ lục về tiêm chủng khi có hơn 50.000 liều vaccine được cung cấp cho người dân. Và tính đến nay, hơn 1 triệu người dân đã được tiêm vaccine, chiếm khoảng 1/5 tổng dân số của New Zealand. Lãnh đạo 7 bệnh viện công ở Israel vào ngày 22 tháng 8 đã lên tiếng khẳng định đội ngũ nhân viên y tế tại các cơ sở điều trị nước này đã đạt đến mức giới hạn, có thể sẽ không tiếp nhận thêm bệnh nhân COVID-19 từ ngày 23 tháng 8 hôm nay. Họ đã kêu gọi tổ chức một chiến dịch trong cộng đồng để đảm bảo tài chính và có được những bước đi cần thiết để hỗ trợ hệ thống y tế sau 16 tháng khủng hoảng. Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Israel đang ở mức đáng lo ngại. Theo số liệu của Bộ Y tế Israel, chỉ tính riêng trong ngày 22 tháng 8, nước này đã ghi nhận 5.380 ca bệnh mới và 48 người tử vong do COVID-19, tính tới thời điểm 20 giờ theo giờ Israel. Và trong số 65.780 bệnh nhân hiện nay, có 669 ca diễn biến nặng, trong đó 107 người phải dùng máy thở. Kể từ khi dịch bệnh này bùng phát đến nay, Israel đã ghi nhận tổng cộng hơn 990.000 ca lây nhiễm và số bệnh nhân sẽ nhanh chóng vượt qua mốc 1 triệu người trong vài ngày tới. Đài Loan, Trung Quốc đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 tự sản xuất cho người dân. Chính quyền của đảo quốc Đài Loan tháng trước đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 có tên là Medigen cho Tập đoàn Công nghệ Sinh học Đài Loan bào chế. Đây là một phần trong kế hoạch đẩy mạnh hiệu quả chương trình tiêm chủng của Đài Loan trong bối cảnh việc chuyển giao vaccine từ các công ty nước ngoài chậm trễ đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ tiêm chủng của đảo quốc này và nhiều khu vực khác trên thế giới. Ước tính có khoảng 70.000 người ở Đài Loan đã nhận được mũi tiêm vaccine Medigen, trong tiếng địa phương có nghĩa là cao cấp. Với tên gọi này, các nhà sản xuất dược phẩm Đài Loan mong muốn bác bỏ những đồn đoán nói rằng vaccine do khu vực này tự sản xuất không an toàn và chưa được kiểm nghiệm kỹ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần điểm tin nhanh lúc 9 giờ về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong buổi sáng ngày hôm nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.